chẳng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày ra đi sóng sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ. Nè, với những tội lỗi đó, anh sẽ phải ở tù một gông. Chị ba. Nè, 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 anh đừng có làm vậy. Bỏ dao xuống đi. Bước đến thì giết chết nó. Kẻ tự thú, anh sẽ được pháp luật khoan hồng. Khoan hồng cái gì? Hả? Nè, dừng lại. Dạ, dạ. Mày không thoát tội đâu. Nếu mày dùng sự thông minh của mày, trí tuệ của mày để phục vụ cho chánh nghĩa thì tốt biết mấy. Đằng này, rất tiếc, mày lại đem phục vụ cho ý đồ đen tối của mày. Mày không thoát tội đâu. Lên đâu? Dạ, dạ lên. Ông ơi, ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Con chẳng qua bị cậu Phát sử dụng thôi, con không biết gì hết đâu ông ơi. Bắt mày luôn. Ông ơi, tha cho con đi, con quay đầu là bờ rồi mà. Ông cấm ơi. Miệng. Pháp luật nghiêm minh, sẽ xử đúng người đúng tội. Lính đâu? Bắt nó về. Dạ ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Con vui lại. Tha tôi ra đi. Ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Tha cho con đi ông ơi. Tha tôi ra. Thảo à, anh xin lỗi. Thời gian qua anh hiểu lầm. Sự trong sáng của em đối xử tệ bạc với em. Không chỉ thằng Tài mà má với con Phụng cũng nợ con một lời xin lỗi. Má đừng nói vậy, con để tâm đâu. Coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Thằng Phát với thằng Cò lần này sẽ bị trừng trị xứng đáng. Sở Cánh Ti đã thu thập đầy đủ bằng chứng về những tội lỗi mà Phát đã gây ra, với những tội bắt cóc và giết hại mọi người. Hắn ta sẽ bị xét xử, và chắc chắn hắn ta sẽ nhận lấy một bản án thật thích đáng. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát. Thôi, mọi người đi về đi. Còn cái xác của chị ta tính sao cha? Để nguyên hiện trường để Cảnh Ti làm việc. Dạ, dạ. Đi mình. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng của ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.